tuổi Quý Sửu 1973, cơ hội đổi đời ngoạn mục, đúng trong tháng 11 âm lịch năm 2024. Quý khán giả thân mến, mỗi con người sinh ra đều mang theo một số mệnh riêng, như một bức tranh mà những nét cơ bản đã được khắc họa từ trước. Chúng ta không thể chọn giới tính, không thể chọn gia đình, nơi mình sinh ra hay hoàn cảnh sống. Những điều tưởng chừng ngẫu nhiên này thực ra lại là sự an bài của định mệnh. Tuy nhiên, số phận không phải là một khuôn mẫu bất biến. Định mệnh giống như một con sông, dòng chảy có thể đã được định hình, nhưng chính cách chúng ta chèo lái sẽ quyết định đích đến. Với những người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, đúng trong tháng 11 âm lịch 2024, chính là thời điểm vàng để vươn lên, bứt phá và biến giấc mơ thành hiện thực. Cơ hội lớn đến từ sự chuyển hóa vận mệnh. Theo các chuyên gia tử vi và phong thủy, tuổi Quý Sửu sẽ đón nhận một luồng sinh khí mới trong tháng 11 âm lịch năm 2024. Đây không chỉ là thời khắc bình thường mà còn là giai đoạn thiên thời, địa lợi, nhân hòa hội tụ. Những nỗ lực âm thầm bấy lâu sẽ gặt hái thành quả vượt ngoài mong đợi, đưa bạn lên một tầm cao mới cả về tiền tài, sự nghiệp và hạnh phúc cá nhân. Tài lộc nở rộ, của cải đầy nhà. Đây là thời điểm bạn có thể chứng kiến sự gia tăng đột phá về tài chính. Những dự án, khoản đầu tư hay thậm chí những cơ hội bất ngờ sẽ giúp bạn thu về nguồn lợi lớn. Hãy chú trọng đến việc mở rộng mối quan hệ, khai thác thị trường mới và tận dụng triệt để vận may này. Sự nghiệp thăng hoa, vì thế vững chắc. Trong công việc, sự chăm chỉ và kiên định của Quý Sửu sẽ được đền đáp. Bạn có thể được đề bạt lên vị trí cao hơn, nhận những hợp đồng quan trọng hoặc xây dựng được danh tiếng vững chắc. Đừng ngại thử sức với những điều mới mẻ, cơ hội chỉ đến với những người dám đón nhận thách thức. Tình cảm trọn vẹn, gia đình viên mãn. May mắn không chỉ dừng lại ở sự nghiệp và tài lộc. Quý Sửu sẽ có một giai đoạn ấm áp bên gia đình và người thân. Những hiểu lầm được hóa giải, tình cảm gia đình thêm phần gắn kết. Đây cũng là thời điểm tốt để xây dựng hoặc củng cố mối quan hệ lâu dài. Biến thách thức thành cơ hội, những lưu ý quan trọng. Dù vận may lớn đang chờ đón, bạn cũng cần cẩn trọng để vượt qua những trở ngại tiềm tàng. Để thành công, hãy lưu ý. Đề phòng tiểu nhân ghen ghét. Khi bạn tỏa sáng, không phải ai cũng vui vẻ với thành công của bạn. Hãy cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, giữ kín các kế hoạch quan trọng và tránh xa những mối quan hệ không lành mạnh. Sức khỏe là tài sản quý giá nhất. Một tâm trí minh mẫn và cơ thể khỏe mạnh sẽ là nền tảng cho mọi thành công. Đừng quên chăm sóc bản thân bằng chế độ ăn uống hợp lý, tập luyện đều đặn và giữ tinh thần lạc quan. Đừng quá tham vọng. May mắn là động lực, nhưng sự tham lam có thể là trở ngại. Hãy biết điểm dừng, tránh được voi đòi tiên để giữ vững những thành quả bạn đã đạt được. Cô bác anh chị Quý Sửu thân mến, tha thứ là cánh cửa để thoát ra khỏi sự thù hận, giúp cô bác anh chị sống đời an nhiên hơn. Minh Đường Tử Vi biết rằng, có rất nhiều cô bác anh chị Quý Sửu đang theo dõi video, vẫn còn thù hận hay oán ghét một ai đó vì họ đã làm tổn thương đến cô bác anh chị. Thậm chí nhiều cô bác anh chị không thể tha thứ cho cả những người thân yêu trong gia đình mình. Thử hỏi, nếu cô bác anh chị cứ ôm khư khư sự thù hận và oán ghét, xong rồi cuộc sống của cô bác anh chị liệu có trở nên tốt đẹp hơn không? Lẽ dĩ nhiên là không. Món nợ cô bác anh chị đang gánh, cô bác anh chị vẫn phải gánh. Những vấn đề trong cuộc sống cô bác anh chị đang đương đầu, cô bác anh chị vẫn phải đương đầu. Sự vất vả cô độc tận tâm khảm cô bác anh chị đang chẳng biết chia sẻ cùng ai. Cô bác anh chị vẫn cứ phải đơn độc một mình chiến đấu. Cuộc sống của cô bác anh chị nào có tốt đẹp hơn trước là bao? Dù trong giây lát cô bác anh chị có thể thỏa mãn được sự sân si khi thấy người mà cô bác anh chị oán hận gặp phải những chuyện ngoài ý muốn, nhưng mỗi người trong chúng ta đều có những góc khuất ở đâu đó trong thâm tâm của mình. Có người không thể kìm hãm được sự cám dỗ và buông thả theo nó, nhưng có người lại học cách tha thứ, tu tâm dưỡng tính để chuyển hóa nghiệp. Nghe đến đây chắc hẳn cô bác anh chị đang nghĩ rằng chúng ta chỉ là những con người nhỏ bé, không phải bậc thánh nhân, làm sao có thể thoát khỏi những cám dỗ về tham sân si được. Cô bác anh chị Quý Sửu thân mến, Minh Đường Tử Vi không khuyên quý bản mệnh Quý Sửu phải sống như Bồ Tát, vì điều đó vượt xa khả năng của cô bác anh chị, bởi vì cuộc sống là những sự lựa chọn. Dù cô bác anh chị có chọn lựa sống như thế nào đi chăng nữa, thì cô bác anh chị vẫn phải là người chịu trách nhiệm cho chính cuộc đời mình. Không một ai có thể chịu trách nhiệm thay cho cô bác anh chị cả,
Sống làm sao để trái tim và đầu óc luôn cảm thấy bình an và hạnh phúc là được. Hãy để ý đến những điều có thể khiến cuộc đời cô bác anh chị trở nên tốt đẹp hơn, còn những chuyện mà người khác có vô tình hay cố ý làm tổn thương bản mệnh Quý Sửu, thì cô bác anh chị hãy xem đó là một bài học cuộc đời, giúp Quý Sửu mạnh mẽ hơn để đương đầu với muôn trùng sóng gió ngoài kia. Cô bác anh chị đừng quá phiền lòng để oán ghét họ làm gì cho mệt người, bởi vì đời họ họ sống, lộc họ họ hưởng, mà nghiệp của họ thì họ tự gánh lấy vậy thôi. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của cô bác anh chị. Cô bác anh chị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực, giúp đời, giúp người cô bác anh chị nhé. Minh Đường Tử Vi xin cảm ơn thiện tâm của cô bác anh chị. Ngay sau đây, không để cô bác anh chị phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết, xin mời quý cô bác anh chị cùng lắng nghe. Quý cô bác anh chị tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, là người ổn định và đáng tin cậy. Người tuổi này là tín hiệu thứ hai của tử vi phương Đông ở những nước như Việt Nam, Trung Hoa. Lúc bạn cần một ai đó để dựa vào, hãy đến một bạn tuổi Quý Sửu nhé. Họ là những người công bằng và tốt bụng, và họ rất cần thiết cho các người quanh đó. Họ như nhà giải đáp uyên thâm vậy. Người tuổi Quý Sửu nguyên tắc và có các thói quen rất đặc trưng. Người tuổi Quý Sửu muốn sự an toàn trong cuộc sống, họ uy nghiêm và tự lực cánh sinh. Đây là một loại người thích những lệ luật và kỳ vọng. Hầu hết mọi người đi theo họ, họ sẽ yêu gia đình của họ sâu sắc, nhưng với các hy vọng cao sẽ khiến mọi người mệt mỏi và phổ quá sức ép. Trong tình ái, người tuổi Quý Sửu có thể mạnh mẽ và thuần túy, nhưng sau đấy sẽ là lãng mạn và bốc đồng, phải mất thời gian cho một người tuổi Sửu phát triển thành một mối quan hệ thân tình. Khi một người tuổi Quý Sửu khiến cho một cam kết, họ kiên trì, trung thành và làm cho để giữ lời hẹn, họ rất uy tín, coi đấy như vàng. Những người tuổi Quý Sửu thường sẽ là những người có đầy đủ những đức tính tốt. Họ thường được mọi người yêu mến bởi sự cần cù, chịu khó. Người tuổi này thường rất kiên nhẫn, có sức chịu đựng tương đối cao. Nhờ vậy mà họ có thể vượt qua bao dung tố của cuộc đời. Nhưng đôi khi vì quá kiên định và kiên định, nên họ dần trở nên bướng bỉnh và cứng nhắc hơn. Bởi một khi đã quyết định làm việc gì thì họ rất ít khi thay đổi mục tiêu, quyết tâm theo đuổi đến cùng. Tính cách của người tuổi Quý Sửu, người ta nói rằng làm được điều đó là tính cách nổi bật của họ. Sức chịu đựng và lòng dũng cảm của người tuổi Quý Sửu thật phi thường và đáng khâm phục. Họ có thể vượt qua mọi trở ngại và khó khăn trong cuộc sống. Người tuổi Quý Sửu rất điềm đạm nhưng kiên cường. Họ là những người luôn có tinh thần làm việc chăm chỉ và chu đáo, luôn lập kế hoạch và quyết đoán trong công việc. Người tuổi này rất thực tế, không diễn dông. Họ là mẫu người vô cùng chân thành, trung thành và rất khiêm tốn. Tuy nhiên, họ rất dè dặt với một số người, thậm chí có ý thờ ơ và xa lánh. Nhìn bề ngoài, họ có vẻ điềm đạm, nhưng thực tế lại là những người rất tham vọng và nhiều tham vọng. Họ có khả năng thuyết phục người khác và thường rất thẳng thắn trước những bất bình mà không nghĩ đến hậu quả. Phụ nữ tuổi này là những cô nàng mỏng manh, yếu đuối và có phần nhút nhát. Những cô gái này ít khi giao tiếp hay gặp gỡ những mối quan hệ mới, nên tình yêu của cô nàng tuổi Quý Sửu thường xuất hiện khá muộn. Trong tình yêu, họ sẽ trải qua nhiều cung bậc cảm xúc thú vị, mới mẻ. Phụ nữ tuổi này thật thà và trung tình. Họ sẵn sàng hy sinh mọi thứ để người mình yêu được hạnh phúc. Có nhiều lúc họ mơ mộng đến thế giới màu hồng, muốn người mình yêu phải hoàn hảo. Tuy nhiên họ vẫn biết điểm dừng để cân bằng cuộc sống thực tại của mình. Nam giới tuổi Quý Sửu là những người thật thà, chân thành và chung thủy. Đôi lúc nam giới thuộc con giáp này vụng về trong cách bày tỏ tình cảm, thổ lộ nỗi lòng mình. Nhưng chính sự nhút nhát vụng về ấy lại là điểm mạnh, giúp họ ghi điểm trong mắt các cô nàng. Tình yêu của nam giới tuổi Quý Sửu phải được xuất phát từ những mối quan hệ gắn bó thân thiết lâu dài. Họ ít khi rung động với những người mới gặp gỡ, quen biết. Chính vì vậy, con giáp này thực sự nghiêm túc trong chuyện tình cảm và muốn tìm hiểu kỹ càng trước khi tiến xa hơn. Khi yêu, đàn ông tuổi này cũng luôn mong muốn người ấy tin tưởng và tôn trọng mình. Họ không thích bị nghi ngờ hay ghen tuông mù quáng. Tiếp theo, tổng quan tháng 11 âm lịch của tuổi Quý Sửu 1973. Tháng 11 âm lịch là tháng Bính Tý, nguyệt lệnh là Tiết Khí Đại Tiết và Đông Chí, tương xứng với Thiên Can, Bính Quả và Địa Chi, Tý Thủy. Tiết Đại Tuyết đánh dấu thời điểm bước sang tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch là tháng Bính Tý, ứng với kinh dịch tháng này là quẻ Phục. Trong quẻ có một hào dương ở dưới,
cùng miêu tả trạng thái âm khí cực thịnh, sẽ sinh dương khí. Dương khí mới sinh ra có sức phát triển mạnh mẽ và hứa hẹn đến những thời điểm tốt đẹp hơn về sau. Hơn nữa, bản chất của tiết đồng chí chính là sự thay đổi của áp suất trong khí quyển. Trong thời điểm tiết đồng chí, vì là thời điểm lạnh nhất trong năm, nên các loại động vật, thực vật và con người đều ở trạng thái thu hẹp, ít tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Đây cũng là thời điểm để tích trữ lương thực và củng cố nhà cửa chống rét. Tuổi Quý Sửu tháng này gặp sao Thiên Y nhập mệnh, tọa nguyệt trụ chủ nhân từ, lương thiện, thích giúp đỡ người khác, biết dùng lời nói để an ủi nhân tâm, nhạy cảm hiếu học và thông minh, là người chăm chỉ, có thiên hướng chữa bệnh hoặc cứu giúp người khác. Nó cũng ngụ ý một tháng mạnh khỏe, không bị bệnh tật quấy nhiễu, Thiên Y chủ bệnh tật sớm khỏi, trong nguy có an. Về cơ bản, người tuổi Quý Sửu có một tháng khá thuận lợi. Nếu chăm chỉ cố gắng và nhất quán với mục tiêu của mình, bản mệnh hoàn toàn có thể gặt hái được thành công. Nhị hợp mang lại tác động tích cực cho người tuổi Quý Sửu trên nhiều phương diện. Con giáp này biết cách lập kế hoạch làm việc, nên dù có bận rộn đến mấy cũng không rơi vào cảnh bối rối. Thêm vào đó, các mối quan hệ xã giao thuận lợi, đồng nghiệp hợp tác ăn ý, càng là yếu tố giúp bạn nhanh chóng gặt hái được thành công hơn. Tài lộc cũng có những bước tiến đáng kể. Bạn có cơ hội nhận được các khoản hoa hồng, thưởng nóng nhờ hoàn thành tốt các dự án được phân công. Nếu muốn cải thiện thu nhập, bạn hoàn toàn có thể thử sức với các công việc làm thêm. Người làm ăn kinh doanh cũng sẽ thu về một khoản kha khá nhờ việc hợp tác diễn ra thuận lợi. Tử vi tháng 11 năm 2024 âm lịch thấy rằng phương diện tình cảm có tốt có xấu, vì thế mà bạn cần phải chú ý cách hành xử của mình. Vợ chồng cần quan tâm hơn đến nhau, thường xuyên trò chuyện để giải quyết các khúc mắc xuất hiện. Đồng thời, bản mệnh cần giữ khoảng cách vừa phải với người khác, đừng để lời bản gia tán vào gây ảnh hưởng đến bản thân và gia đình. Về phương diện sự nghiệp, người tuổi Quý Sửu có thể chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đón nhận những điều tích cực trong sự nghiệp xuất hiện vào tháng này. Dưới tác động của cục diện Tý Sửu nhị hợp, bản mệnh có thể được phân công cho những công việc khá quan trọng, dù phải hơi vất vả một chút, song đó cũng là cơ hội để bạn khẳng định vị thế. Hãy luôn có cách lập kế hoạch và sắp xếp công việc một cách khoa học, như vậy thì bạn sẽ không rơi vào cảnh bối rối, không biết xử lý việc nào trước, việc nào sau. Hơn nữa, làm việc có kế hoạch cũng sẽ giúp bạn ghi điểm trong mắt cấp trên, bởi đây là một kỹ năng rất quan trọng đối với bất kỳ ai. Các mối quan hệ xã giao thuận lợi cũng đem lại tác động tích cực, giúp công việc của bản mệnh tiến triển trôi chảy hơn. Dù gặp phải đôi chút khó khăn, bạn cũng không cần phải lo lắng, bởi xung quanh bạn luôn có những người sẵn sàng giúp đỡ. Có điều, nguyệt lệnh lâm suy cũng đem tới ít nhiều tác động tinh thần cho bản mệnh. Con giáp này thường xuyên rơi vào cảnh lo lắng, áp lực, sợ rằng mình không thể hoàn thành được tốt nhiệm vụ được phân công. Theo tử vi tháng 11 năm 2024 âm lịch, những lúc như vậy, bạn không nên ôm mọi chuyện ở trong lòng. Hãy tâm sự với người thân, gia đình hoặc những người đi trước giàu kinh nghiệm, như vậy bạn sẽ nhanh chóng tìm thấy hướng giải quyết cho mình. Về phương diện tài lộc, tài lộc của người tuổi Quý Sửu cũng có những dấu hiệu phát triển đáng mừng trong khoảng thời gian này. Nhị hợp đem tới cho bản mệnh những đối tác và khách hàng triển vọng, nhờ đó mà mọi việc tiến triển thuận lợi, thậm chí vượt quá kỳ vọng. Bạn hãy tự tin phát huy thế mạnh của mình, nhiều khả năng sẽ được thị trường đón nhận rất tích cực. Đừng quá lo lắng vì những điều chưa xảy ra, bởi khó khăn, thử thách xuất hiện cũng là lúc để bạn phát hiện điểm mạnh của mình hoặc tìm ra hướng đi mới phù hợp hơn. Với người làm công ăn lương, bạn nhận được các khoản thưởng nóng do hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công. Nhờ khoản tiền này, bạn có thể chi tiêu khá thoải mái mà không phải lo đến việc cháy túi. Nếu muốn tiếp tục cải thiện mức sống, bạn có thể sắp xếp thời gian cho các công việc làm thêm. Hãy tìm hiểu kỹ các thông tin trước khi bắt tay vào làm để có thể kiếm được công việc phù hợp, được trả công xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Nếu có dự định bắt tay vào những lĩnh vực không quen thuộc, bạn có thể hỏi thêm ý kiến của người đi trước giàu kinh nghiệm, nhằm dễ dàng xác định hướng đi, đồng thời tránh được những rắc rối không đáng có. Tìm ra được phương hướng đúng đắn, bạn có thể thu về lợi nhuận bước đầu. Về phương diện tình duyên gia đạo, theo tử vi tháng 11 năm 2024 âm lịch, cục diện nhị hợp và sao bách diệt chủ đào hoa đem lại nhiều dấu hiệu tích cực trên phương diện tình duyên cho người tuổi Quý Sửu, đặc biệt là đối với người còn độc thân.
Các mối quan hệ xã giao rộng rãi giúp bạn quen biết được với nhiều người khác giới, trong đó rất có thể sẽ có người phù hợp với những tiêu chuẩn bạn đặt ra. Con giáp này hãy nhiệt tình và cởi mở khi trò chuyện với mọi người. Bạn bày tỏ suy nghĩ của mình sẽ giúp thu hút những người có cùng tần số, từ đó đôi bên có cơ hội phát triển xa hơn nữa. Với người đã có đôi có cặp, bạn và người ấy thường xuyên trao đổi, chia sẻ mọi chuyện với nhau, nên mối quan hệ khá gần gũi, thân thiết. Khi cảm thấy lo lắng vì những điều chưa biết trước, bạn có thể tâm sự với đối phương, người đó chắc hẳn sẽ đưa ra được cho bạn những lời khuyên hữu ích. Tuy nhiên, do tác động của bách diệt, nên tháng này xung quanh bạn cũng xuất hiện các đối tượng khác giới nhiều hơn. Con giáp này cần chủ động giữ khoảng cách với người khác, nếu không những lời đồn thổi sẽ rất dễ đẩy bạn vào tình cảnh tình ngay lý gian, gây ảnh hưởng đến danh dự cá nhân và hạnh phúc gia đình. Về phương diện sức khỏe, người tuổi Quý Sửu cần chú ý hơn đến tình hình sức khỏe của mình trong tháng 11 này, bởi dưới ảnh hưởng của cục diện nguyệt lệnh lâm suy, bản mệnh thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, áp lực bởi công việc quá nhiều và bởi kỳ vọng quá lớn trong quá trình làm việc. Hãy cho phép bản thân được nghỉ ngơi đôi chút để giảm cường độ công việc. Nếu gặp khó khăn, bạn cũng hãy trao đổi hoặc xin sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Khi tinh thần căng thẳng, bản mệnh nên ra ngoài hít thở bầu không khí, tâm sự với người thân để được gỡ rối, chớ ôm mọi chuyện trong lòng. Trước khi đến với phần vận trình tử vi chi tiết theo từng tuần và hóa giải hung cát cho quý mệnh chủ Quý Sửu, Minh Đường tử vi xin mời quý vị đến với điều đại cấm kỵ với người tuổi Quý Sửu 1973 trong tháng 11 này, nếu muốn tài lộc ngưng tụ, sự nghiệp hanh thông. Thưa quý cô bác anh chị, dựa theo cung mệnh thì nam Quý Sửu thuộc mệnh hòa, chính vì vậy khi xây nhà hoặc mua nhà, tuổi Quý Sửu nam mệnh nên chọn và tránh chọn những hướng sau đây. 1. Hướng nhà nên xây. Xây nhà hướng đông, sinh khí. Trong phong thủy, sinh khí là một hướng mang ý nghĩa các lợi được đánh giá cao nhất trong 8 hướng. Sinh khí chỉ sự vật, hiện tượng hay một trạng thái hanh thông, các lợi mang trường khí thuận lợi, có tác dụng giúp dạng vật sinh trưởng và phát triển mạnh mẽ. Đồng thời sinh khí mang đến nguồn dưỡng khí dồi dào, giúp bạn có cuộc sống tốt đẹp. Lưu ý, nếu sinh khí mà không may có khu vệ sinh, phòng kho thì sẽ khiến gia đình bạn hay mất giặt, thất nghiệp, sinh non, mắc nhiều bệnh tật. Xây nhà hướng Bắc, Phúc Đức, Diên Niên. Cung Diên Niên, hay còn gọi là Phúc Đức, thuộc sao Vũ Khúc, là một sao tốt trong phong thủy, sau này chủ về củng cố các mối quan hệ trong gia đình và phát triển tình yêu. Nhà xây hướng Diên Niên sẽ giúp bạn có con đường sự nghiệp thuận lợi, tốt cho mối quan hệ trong nhà và xã hội, giúp vợ chồng hòa thuận, làm tăng tuổi thọ, bớt kẻ địch. Lưu ý, nếu Diên Niên không may có khu nhà vệ sinh, phòng kho thì hay xảy ra tranh cãi, thị phi, nhà cửa không yên ổn. Xây nhà hướng Đông Nam, Thiên Y. Trong phong thủy của phái Bát Trạch, Thiên Y là hướng có ngũ hành thuộc mệnh thổ, thuộc sao Cự Môn, vốn là một cát tinh thuộc hành thổ. Nếu nhà bạn xây hướng Thiên Y, sẽ giúp các thành viên trong gia đình có sức khỏe tốt, giúp bệnh tật thuyên giảm, thu hút may mắn, tài lộc, trường thọ, sống lâu. Cũng vì có ngũ hành thuộc mệnh thổ, nên các tinh này luôn được sự che chở từ đất mẹ, giúp bạn xây dựng cuộc sống hạnh phúc, gặt hái được thành công trong sự nghiệp. Lưu ý, nếu Thiên Y mà không may có khu vệ sinh hay phòng kho thì lập tức trở thành xấu, làm bạn mắc bệnh kinh niên, ung thư. Xây nhà hướng Nam, Phục Dị. Cung Phục Dị thuộc sao Tả Phù, được xem là sao tốt trong phong thủy. Cung này có tác dụng củng cố sức mạnh tinh thần, giúp bản thân tiến bộ, gặp nhiều may mắn trong thi cử. Do đây là hướng bình yên, trấn tĩnh, nên rất có lợi để xây hướng nhà, đặt bàn thờ. Nhà xây hướng Phục Dị sẽ dựng cho chủ nhà thắt chặt tình duyên nam nữ, giúp bạn có khả năng tài chính tốt, vun đắp mối quan hệ cha mẹ, vợ con tốt, nhưng tình dục sẽ giảm sút. Lưu ý, nếu Phục Dị không may có khu vệ sinh, phòng kho sẽ khiến bạn luôn cảm thấy nóng nảy, bất an, làm mất lòng nhiều người vì những chuyện không đáng. 2. Hướng nhà không nên xây. Xây nhà hướng Nam, Tuyệt Mệnh. Tuyệt Mệnh là phương vị rất xấu trong phong thủy Bát Trạch, thường chỉ phương vị hướng về phía âm khí. Do đó nó hoàn toàn không thích hợp với cơ thể con người, gây ra bệnh tật, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe và gây nhiều tai ương. Nhà xây hướng Tuyệt Mệnh sẽ làm cơ thể bạn suy yếu, làm bạn xuống tinh thần,
cơ thể sinh ra nhiều bệnh, lâu dài sẽ ảnh hưởng sự nghiệp và tình cảm. Tuy nhiên, nếu cung tuyệt mệnh là khu nhà vệ sinh, phòng kho thì giúp bạn có sức khỏe tốt, tăng tuổi thọ, giúp duyên phận con cái tốt, thu hút may mắn, tài vận. Xây nhà hướng đông, ngũ quỷ. Ngũ quỷ thuộc về hành quả, chủ về nóng nảy, dễ gặp chuyện thị phi, vướng vào tai họa bất ngờ, làm ra đạo bất an, thường xuyên bị tranh chấp, kiện tụng. Do đó, nếu bạn xây nhà theo hướng ngũ quỷ hoặc đặt phòng ngủ, nhà bếp theo hướng này sẽ khiến cho tai họa ập tới lúc nào không biết. Gia đình bạn rất dễ gặp họa, ảnh hưởng xấu tới con đường tình duyên. Tuy nhiên, nếu hướng ngũ quỷ mà được xây ở vị trí như nhà vệ sinh, phòng kho thì có thể biến thành sao tốt. Khi ấy sẽ giúp công việc làm ăn, mối quan hệ ngoại giao của bạn được cải thiện tốt hơn, hòa thuận với đồng nghiệp hơn. Xây nhà hướng đông nam, hòa hại. Hòa hại thuộc sao Lộc Tốn, vốn là một sao rất xấu, mang nhiều điều xui, dễ mắc vào thị phi, thất bại. Khi xây nhà theo hướng hòa hại sẽ làm xấu đi mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, ảnh hưởng xấu tới tinh thần, khiến bạn luôn cảm thấy mệt mỏi vì vướng vào những việc vụn vặt, hay dính vào thư kiện, tranh chấp không đáng có. Đây cũng là hướng nhà gây khó khăn cho bạn trong cuộc sống vì làm bạn hao tốn tiền bạc. Tuy nhiên, nếu cung hòa hại là khu vệ sinh, phòng kho thì người trong nhà sẽ được yên ổn, giữa các mối quan hệ trong nhà hòa thuận, tăng cường sức khỏe. Xây nhà hướng bắc, lục sát. Lục sát là cung lớn thuộc sao Lộc Tốn, vốn là sao chủ về những cái xấu, do đó hướng lục sát là một trong những hướng rất xấu cho mệnh của bạn. Cung lục sát gây xáo trộn các mối quan hệ tình cảm, khơi nguồn cho thù hận và kiện tụng. Do đó, nếu bạn xây nhà, đặt hướng cửa chính, hướng cửa phòng ngủ hay phòng khách theo hướng lục sát sẽ gây lục đục trong các mối quan hệ tình cảm, làm xấu đường tình duyên, khiến vợ chồng bất hòa, làm suy thoái sự nghiệp. Tuy nhiên, nếu lục sát là toilet, phòng kho thì người trong nhà sẽ có suy nghĩ đúng đắn, có số đào hoa, đồng thời rất có lợi cho tình duyên. Tiếp theo, tử vi từng tuần tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, trong tháng 11 âm lịch năm 2024. Tử vi tuần 1, tuổi Quý Sửu âm lịch. Bước sang tuần mới, tuổi Quý Sửu biết nắm bắt thì đây là lúc để tỏa sáng nơi công sở, hoặc bạn tìm ra được điểm mạnh của bản thân để tập trung cải thiện trong thời gian tới, nhằm đạt được vị trí quan trọng. Thiên ấn mang lại tin vui khía cạnh sự nghiệp, nhưng vẫn có những hiểm nguy rình rập. Thế tuy nhiên, những người tuổi Quý Sửu vẫn vui vẻ đón nhận với thái độ tích cực, nhờ vậy mà mọi khó khăn dần trôi qua một cách nhanh chóng. Tuần mới sẽ có người ghen tị với tuổi Quý Sửu. Nhiều con giáp tuổi Quý Sửu có những thông tin không tốt, bị bủa vây bởi những tin đồn thất thiệt. Bạn khá mệt mỏi khi phải đi giải thích với mọi người. Lúc này những người tuổi Quý Sửu đang nảy sinh nhiều cảm xúc mạnh mẽ, ảnh hưởng tiêu cực đến nửa kia. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt 21 đến 23 giờ. Màu sắc các tường: vàng, trắng. Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão, Ngọ. Con số may mắn: 5, 8, 63, 34, 08, nữ, 7, 24, 36, 57. Tử vi tuần 2, tuổi Quý Sửu 1973, âm lịch. Người tuổi Quý Sửu sẽ có những trải nghiệm hẹn hò vô cùng mới mẻ. Đối với những con giáp tuổi Quý Sửu độc thân, dường như một người mà bạn không ngờ tới đã để ý bạn một thời gian rồi. Những người tuổi Quý Sửu trong tuần mới vô cùng mạnh mẽ, giúp bạn ghi ấn tượng với những khách hàng tiềm năng, tạo hiệu quả tốt cho công việc trong tuần này. Đây cũng là tuần của những khoản đầu tư lớn, nhưng bạn cũng nên lắng nghe cố vấn tài chính trước khi đưa ra quyết định. Xuất hiện đại hao không phải là yếu tố đáng lo. Khi những khoản chi lớn trong tuần này đều nằm trong kế hoạch của bạn từ trước, đó càng là động lực để bạn làm gì cũng có dự tính cẩn thận từ trước. Dự báo tuần này người tuổi Quý Sửu sẽ cực kỳ tỏa sáng về mặt ngoại hình. Bạn không ngại thử sức những phong cách mới mẻ, hay phối lại những bộ cánh bạn đã để quên quá lâu trong tủ đồ, nhờ đó mà trở thành trung tâm ở bất kỳ nơi đâu bạn đến. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 7 đến 9 giờ. Màu sắc các tường: vàng, trắng. Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn, Dậu. Con số may mắn: 5, 5, 50, 09, 83, nữ, 1,
18, 87, 35. Tử vi tuần 3, tuổi Quý Sửu, âm lịch. Tuổi Quý Sửu có thể lan tỏa niềm vui và hạnh phúc tới mọi nơi mình đến, cho tất cả những người bạn gặp. Nguồn năng lượng của bạn khiến mọi người, thậm chí cả bản thân bạn cũng ngạc nhiên. Sự tự tin giúp con giáp này có thể sẽ giải quyết mọi công việc trôi chảy, chiếm ưu thế trong mọi vị trí. Tình yêu hay các mối quan hệ cũng nở rộ với bạn. Nhờ sự thay đổi thú vị này, người tuổi Quý Sửu cũng gặp may mắn trong vận trình tài chính khi những kênh đầu tư của bạn bắt đầu sinh lời. Mối bận tâm duy nhất của bạn có lẽ là sức khỏe. Con giáp này sẽ muốn cắt giảm tinh bột, hoặc đường và tập trung hơn vào những khẩu phần ăn lành mạnh. Ngoài ra, bạn cũng có cảm hứng để theo đuổi những bài tập cardio hoặc yoga đơn giản. Ảnh hưởng của tiểu hao không thể xem thường. Đó có thể là những khoản tiền đi uống cà phê, mừng sinh nhật, mua món đồ giảm giá. Tuy nhiên, cũng có thể khiến cho người tuổi Quý Sửu sẽ làm hao hụt một quãng kha khá đấy nhé. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 1 đến 3 giờ. Màu sắc cát tường: vàng, xanh. Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu, Thìn. Con số may mắn: nam 2, 79, 20, 93, nữ 4, 33, 53, 10. Tử vi tuần 4, tuổi Quý Sửu âm lịch. Tuổi Quý Sửu đang không vui thì cũng đừng che giấu tình trạng hiện tại của mình, chỉ bằng cách báo cáo trung thực, bạn mới có thể giảm thiểu những rắc rối có thể xảy ra. Tuần này con giáp tuổi Quý Sửu ưu tiên sự an toàn, nếu không được đánh giá quá cao. Những người thuộc con giáp này hãy bình tĩnh, vì nếu muốn lên một bệ đỡ lớn hơn để phát triển cũng không phải là điều dễ dàng. Chính quan xuất hiện vào giữa tuần để hỗ trợ con giáp này có thể xử lý rắc rối, nhưng khó khăn còn rất nhiều. Vì thế tuổi Quý Sửu không nên chủ quan, tốt hơn hết là tránh xa những tác nhân tiêu cực, ví dụ như những ai hay chống đối, nói xấu về bạn. Xuất hiện của Thái Tuế hung tinh nhắc nhở con giáp này nên cẩn thận trong công việc. Khi xuất hành xa, nếu uống rượu, bia thì nhất định những người tuổi Quý Sửu hãy để người khác điều khiển xe đấy nhé. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 11 đến 13 giờ. Màu sắc cát tường: đen, hồng. Quý nhân phù trợ: Thân, Dần, Ngọ. Con số may mắn: nam 2, 68, 26, 39, nữ 4, 15, 53, 40. Quý vị thân mến, tiếp theo đây là cách hóa giải vận hạn giúp cô bác anh chị tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 chiêu tài đón lộc và làm giàu thành công đúng tháng 11 âm lịch 2024. Đầu tiên là nam mạng tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. 1. Sao chiếu mạng. Nam mạng tuổi Quý Sửu 1973 gặp sao Kế Đô. Kế Đô là hung tinh, tác động mạnh hơn với nữ giới, nam mạng thì nhẹ hơn chút. Tuy nhiên, năm có sao này chiếu cần đề phòng tai nạn bất ngờ, hao tài tốn của, tàn khó, bệnh tật, thị phi, đau khổ, buồn rầu, họa vô đơn chí, trong gia đình có việc không may. Xấu nhất là tháng 3 và tháng 9 âm lịch. 2. Hạn tuổi. Trong tử vi trọn đời lục thập qua giáp, tuổi âm lịch của nam mạng Quý Sửu 1973 năm Giáp Thìn 2024 là 52, gặp hạn, hạn địa dõng. Hạn này gây bất lợi cho việc đi xa, cẩn thận lời nói kẻo vướng khẩu thiệt thị phi, bị kẻ xấu lợi dụng hoặc lừa gạt. Đồng thời, cẩn trọng trong nội tộc có chuyện tan gia, công việc khó khăn, làm ăn trắc trở phải bỏ giữa chừng. 3. Vận niên. Năm con rồng, tuổi Quý Sửu nam mạng gặp vận niên khuyển cuồng phong, tức là chó bị gió giữ, báo hiệu một năm tài lộc kém sắc, sức khỏe giảm sút. Năm ngoái đã lận đận, năm nay vẫn còn một ít lo âu. Trong năm có thể gặp tai bay dạ gió, nhưng can đảm lên sẽ đánh đổ được tất cả trở ngại. Về chuyện tình cảm, không nên nhiều tự ái mà đánh mất hạnh phúc. Nhún nhường một chút thì gia đạo hài hòa, người còn độc thân sẽ có đối tượng tới cầu cạnh nhân duyên. 4. Hóa giải vận hạn. Cách hóa giải sao Kế Đô theo phong thủy. Đồ phong thủy, sao Kế Đô là sao thuộc hành thổ. Muốn hóa giải được những nguồn năng lượng tiêu cực từ sao này thì cần phải dùng hành kim để tiết chế. Do đó nên mặc những đồ màu trắng, bạc, tám, y.
có thể dùng những vật phẩm phong thủy làm bằng đá quý màu trắng như thạch anh trắng để áp chế. Tích cực làm việc thiện, chủ động làm nhiều việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Việc dân sao giải hạn tốn kém, mất nhiều công sức mà chưa chắc đã có được hiệu quả. Cách hóa giải hạn địa dõng năm 2024. Về làm ăn, tốt nhất làm ăn chân chính, buôn bán kinh doanh rõ ràng và minh bạch. Nhập hàng hóa sản phẩm đúng chất lượng, có hóa đơn chứng từ rõ ràng. Đừng vì cái lợi nhuận mà bán rẻ lương thân. Về gia đạo, mọi người trong gia đình là một, gia chủ gặp hạn không nên hơn thua tránh điều đáng tiếc xảy ra. Luôn yêu thương và nhường nhịn lẫn nhau, đừng vì lời nói của người khác mà tình cảm gia đình tan nát, chia ly xa cách. Dù có chuyện gì xảy ra thì mọi người nên ngồi lại mà tìm cách giải quyết. Tinh thần hướng thiện, gia chủ cần thành tâm, sống hướng thiện, cho đi mà không cần nhận lại. Thường xuyên đi chùa thắp hương cầu Phật mong gia đạo được bình an, sức khỏe dồi dào. Cảnh báo, đương số không nên đi ra khỏi nhà vào trời tối, không may tai nạn bất ngờ xảy ra rất nguy hiểm. Đồng thời không nên cho người lạ vay mượn tiền hoặc ngủ nhờ qua đêm. Chẳng may gặp phải kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản, thậm chí còn sát hại đến tính mạng. 5. Vật phẩm phong thủy. Để hạn chế sự ảnh hưởng của sao hạn, quý bạn nên mang theo vật phẩm phong thủy bên mình như lá bùa may mắn. Đặc biệt tuổi Quý Sửu 1973 được Phật Hư Không Bồ Tát hộ mệnh, mang theo mặt Phật bản mệnh bên mình để cải vận, tăng sinh khí, tốt cho tinh thần sức khỏe của gia chủ. Tuổi Quý Sửu 1973 mệnh thổ nên chọn mặt Phật làm từ đá mắt hổ, vàng nâu, hành thổ là hợp với bản mệnh nhất. Ngoài ra có thể chọn mặt Phật đá mã não đỏ hành quả, bởi vì quả sinh thổ cũng rất tốt cho bản mệnh. Tiếp theo là nữ mạng Quý Sửu sinh năm 1973. 1. Sao chiếu mạng. Tháng 8 âm lịch nữ mạng tuổi Quý Sửu 1973 gặp sao Thái Dương, được coi là phúc tinh, tốt cho nam mạng và nữ mạng. Trong năm có sao này chiếu, khó khăn trong công việc được tháo gỡ, giảm bớt hung hiểm cho vận trình, tiền bạc cũng khá may mắn, có khoản tích lũy lâu dài. May mắn nhất là vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch, nếu muốn tiến hành việc lớn, tranh thủ hai tháng ấy mà làm. 2. Hạn tuổi. Hạn địa dõng này gây bất lợi cho việc đi xa, cẩn thận lời nói kẻo vướng khẩu thiệt thị phi, bị kẻ xấu lợi dụng hoặc lừa gạt. Đồng thời, cẩn trọng trong nội tộc có chuyện tan gia, công việc khó khăn, làm ăn trắc trở phải bỏ giữa chừng. 3. Vận niên. Năm Giáp Thìn 2024, tuổi Quý Sửu nữ mạng gặp vận niên khuyển cuồng phong, tức là chó bị gió giữ. Báo hiệu một năm tài lộc kém sắc, sức khỏe giảm sút, năm ngoái đã lận đận, năm nay vẫn còn một ít lo âu. Trong năm có thể gặp tai bay dạ gió, nhưng can đảm lên sẽ đánh đổ được tất cả trở ngại. Về chuyện tình cảm, không nên nhiều tự ái mà đánh mất hạnh phúc, nhún nhường một chút thì gia đạo hài hòa, người còn độc thân sẽ có đối tượng tới cầu cạnh nhân duyên. 4. Hóa giải sao hạn. Cách làm tăng các tính của sao Thái Dương trong năm 2024. Làm ăn ngay thẳng, tập trung vào nhiệm vụ của mình, quyết tâm cố gắng không ngừng. Bản mệnh đặc biệt tránh tình trạng làm gian, làm lậu mà nam hay nữ mệnh cũng đều sẽ gặp điều không may. Cư xử khiêm tốn, dù là người có vị thế cao hay thấp, bản mệnh cũng nhớ nhắc nhở bản thân hành xử khiêm tốn. Đặc biệt cấp dưới nên tuân theo các quy định của tập thể và của lãnh đạo, nếu không dễ vướng vào những chuyện mâu thuẫn, tranh chấp không đáng có. Nắm bắt thời cơ, hãy tự tin vào khả năng của bản thân mình để có thể nắm bắt những cơ hội xuất hiện trước mắt. Bạn không nên chần chừ, do dự quá lâu, để kẻ khác chớp mất thời cơ. Đeo đồ phong thủy, tuổi này có thể đeo trang sức đá quý màu nâu, màu vàng như thạch anh ưu linh nâu, hổ phách, thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng. Cách hóa giải hạn địa dõng năm 2024. Về làm ăn, tốt nhất làm ăn chân chính, buôn bán kinh doanh rõ ràng và minh bạch. Nhập hàng hóa sản phẩm đúng chất lượng, có hóa đơn chứng từ rõ ràng. Đừng vì cái lợi nhuận mà bán rẻ lương thân. Về gia đạo, mọi người trong gia đình là một, gia chủ gặp hạn không nên hơn thua tránh điều đáng tiếc xảy ra. Luôn yêu thương và nhường nhịn lẫn nhau, đừng vì lời nói của người khác mà tình cảm gia đình tan nát, chia ly xa cách. Dù có chuyện gì xảy ra thì mọi người nên ngồi lại mà tìm cách giải quyết.
tinh thần hướng thiện, gia chủ cần thành tâm, sống hướng thiện, cho đi mà không cần nhận lại. Thường xuyên đi chùa thắp hương cầu Phật mong gia đạo được bình an, sức khỏe dồi dào. Cảnh báo, đương số không nên đi ra khỏi nhà vào trời tối, không may tai nạn bất ngờ xảy ra rất nguy hiểm. Đồng thời không nên cho người lạ vay mượn tiền hoặc ngủ nhờ qua đêm. Chẳng may gặp phải kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản, thậm chí còn sát hại đến tính mạng. 5. Vật phẩm phong thủy. Để hạn chế sự ảnh hưởng của sao hạn, quý bạn nên mang theo vật phẩm phong thủy bên mình như lá bùa may mắn. Đặc biệt tuổi Quý Sửu 1973 được Phật Hư Không Bồ Tát hộ mệnh, mang theo mặt Phật bản mệnh bên mình để cải vận tăng sinh khí, tốt cho tinh thần sức khỏe của gia chủ. Dân, cảm ơn quý anh chị đã quan tâm đón đọc những chia sẻ của ban biên tập chương trình về Minh Đường Tử Vi. Kính chúc quý anh chị cùng toàn gia chung năm Quý Mã, phúc khang an thái, phúc lai tài tống, phúc lộc tựa dân lai. Đừng quên đăng ký và để lại bình luận xuống bên dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị trong các chương trình tiếp theo.